Phan cô nương, tôi tên là Minh Cơ, là công chúa Liêu Bang. Tôi biết cô. Nếu đã biết nhau, tôi xin nói thẳng vào đề, mời cô qua bên kia nói chuyện. Phan cô nương không thể là một mỹ nhân, hèn gì tứ lang và ca ca một lòng thương yêu cô. Công chúa quá khen. Chẳng hay công chúa định xử lý sao đối với Phan Ngữ Yên? Cô là dương phi của ca ca tôi, nên lệnh truy nã cô đã giáng khắp các thành phố tại vùng biên ải. Về tình về lý, tôi phải nên giải cô về Liêu Bang để xét xử. Cô có biết là dân chúng Liêu Bang sẽ trừng phạt sao đối với người vợ tự ý bỏ trốn hay không? Chúng tôi sẽ dùng một ống sắt đốt cho hồng lên rồi đâm xuyên qua bắp chân của cô ta. Sau đó sẽ dùng dây địch xỏ qua ống sắt. Như vậy dây xích ấy sẽ theo cô ta suốt đời, gắn liền bắp thịt của cô ta. Mỗi khi cô ta đi lại, cô ta được cảm thấy đau nhói cả tim. Hơn nữa, dân chúng sẽ xem cô ta như là nô lệ thấp hèn nhất, có thể đánh đập hay là sỉ nhục, thậm chí là có thể đem mua bán, có thể nói là sống dở chết dở. Liệu tôi có nên cảm thấy sợ không? Tại sao lại không sợ? Được, Phan cô nương là thiên kim của tướng phủ, nhất định sẽ có gan dạ và bản lĩnh hơn người. Không dám. Nhưng mà tôi biết công chúa sẽ không bao giờ làm khó Ngữ Yên này, cho nên tôi không sợ hãi. Tôi không nghĩ đến chuyện làm khó Phan cô nương đâu, chỉ có điều là tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Vậy là sao? Nay Ngữ Yên đã hai bàn tay trắng, chẳng hay có chuyện gì có thể giúp được công chúa đây? Có, tất nhiên là có rồi. Tránh xa Dương Tử Lan. Thật là khổ tâm cho công chúa. Chẳng hay ý của Phan cô nương thế nào đây? Công chúa, trên bàn cân tình yêu, không thể vì cô là công chúa, là lá ngọc cành vàng mà bàn cân sẽ nghiêng về cô. Nếu như ông trời đã định Dương Tứ Lan không thuộc về tôi, thì vốn không cần tôi phải bỏ cuộc. Nếu như ông trời định sẵn tôi và Dương Tứ Lan phải bên nhau cho đến chết, như vậy cho dù tôi bỏ cuộc, cô cũng không giành huynh ấy được đâu. Có giành được huynh ấy không là chuyện của tôi. Tôi chỉ muốn nghe cô nói một lời thôi. Cô có bỏ cuộc hay không? Cô không cần vội vàng phải trả lời. Tôi hỏi cô, cô có biết hiện nay Dương Tứ Lan đang chịu tội hay không? Tôi biết. Vậy cô có biết ai đã cứu huynh ấy trên triều đình để huynh ấy tránh khỏi tội chết hay không? Tôi biết là công chúa. Nếu như cô đã biết rõ tất cả, như vậy với một lời nói của tôi có thể cứu huynh ấy, thì một lời nói của tôi cũng có thể đưa huynh ấy đến chỗ chết. Tại vì tôi yêu huynh ấy. Nếu như tôi không giành được huynh ấy, ngược lại, tôi phải chứng kiến huynh ấy chung sống hạnh phúc với một người đàn bà khác, thì thà rằng tôi giết huynh ấy, tôi không giành được huynh ấy, người khác cũng đừng hòng. Ngữ Yên là nàng sao? Quynh làm tôi giật mình à. Xin lỗi công chúa. Quynh sao vậy? Trông Quynh mệt mỏi lắm, chắc là tối qua đi ngủ không được yên giấc. Sáng nay tôi đích thân đến tủ lầu nổi tiếng để mua vài món ăn lạc. Quynh ăn đi rồi đọc sách tiếp. Những món ăn này công chúa cứ để dành tự thưởng thức. Quynh ăn mấy món này không có được đâu. Xem tôi mua gì về cho Quynh nè, vừa thơm vừa ngon nữa. Nè, Quynh đừng có mặt ủ mày chao nữa. Ngữ Yên, Ngữ Yên, Ngữ Yên, Tứ Lan, Tứ Lan, nàng đừng bỏ đi, Ngữ Yên, Ngữ Yên, chàng đừng qua đây. Nếu như nàng đã đến đây,
chứng tỏ là nàng vẫn còn nhớ ta. Sao lại tránh mặt ta chứ? À, thì ra cô là Ngữ Yên à. Thì ra cô là tẩu tẩu của tôi. Tại sao cô lại không vào nhà? Thiếp đến đây không phải để tâm sự với chàng. Ngữ Yên, xưa nay nàng không biết nói dối. Thiếp đến đây là trả cái này lại cho chàng. Nàng, thiếp đã lấy chồng, cho nên không cần thiết phải giữ lại vật hứa hẹn của người đàn ông khác. Thiếp mang nó trả lại cho chàng. Thiếp hy vọng chàng có thể tìm một người thật lòng yêu chàng hơn. Ngữ Yên, những lời nàng vừa nói nàng vẫn có thể thu hồi. Nàng chỉ mang danh nghĩa của một dương phi thôi. Bình cơ công chúa sẽ không làm khó nàng đâu, có đúng không? Tất nhiên rồi. Thiếp sẽ không thu lại lời nói của mình. Ta cho nàng thêm một cơ hội cuối cùng. Không cần cho thiếp thêm cơ hội. Dương Tư Lan, duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Không được lầm lên. Thứ quý giá như vậy tại sao lại có thể mang bỏ? Tôi nói là không được đụng vào nó. Nếu như nàng không lấy ngọc bội này, ta có giữ lại cũng không có ý nghĩa gì đâu. À, chàng điên rồi sao? Ta biết nàng chỉ gạt ta thôi. Nàng sợ liên lụy ta, ta không cho phép nàng bỏ đi. Ngữ Yên, đừng bỏ đi. Tư Lan, chàng đừng làm vậy. Ta đã nói là không cho nàng đi đâu. Thiếp đã nói với chàng rồi, duyên phận của chúng ta chấm dứt từ đây. Sao? Người ta đã trả ngọc bội cho huynh rồi, tại sao huynh còn đi tìm người ta? Chuyện này xin công chúa đừng xen vào. Huynh thật là ngốc đó. Tư Lan, tôi đã cho huynh rất nhiều thời gian. Tôi muốn cho huynh biết rằng đến nay tôi vẫn chờ huynh. Tư Lan à, trên đời này không chỉ có một Phan Hứa Yên đâu. Nhìn thẳng vào tôi đi. Tôi phải nói rõ với huynh, tôi muốn cho huynh biết rằng tôi yêu huynh.